Thưa quý vị, thầy về làm Di Đà Con Rô bữa nay cũng mấy ngày rồi, nhưng mà quá bận rộn sửa chữa, gắn điện lại những cái gì mà nó chưa có hoàn tất ở ngoài chùa Tây Tạng, rồi coi lại một số cái hệ thống máy lạnh Watkins Cooler, và bận rộn cho nên không có một cái bài pháp nào để mà giảng cho cư dân trong làng. Sáng nay sau thời lăng nghiêm, thầy có một cái bài pháp đặc biệt để mà sách tấn hướng dẫn cho các Phật tử cư dân trong làng và các đệ tử của thầy ở khắp nơi cố gắng nghe cái bài pháp này để mà tu tập cho nó đúng chánh kiến, đúng hướng của Đức Phật dạy. Mời quý vị chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Bây giờ là 7 giờ coi như kém 11 phút. Bữa nay là thứ mấy quý vị? Thứ tư, ngày 10 Tây, phải không? 10 Tây, tháng 4 năm 2000, coi như 19. Mời quý vị niệm Phật trước khi thầy có buổi pháp thoại đặc biệt sáng nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là thầy Thông Lai, gửi lời chào tất cả các Phật tử thân thương và các đồng bào ở trong nước cũng như ở ngoài. Cái bài pháp này là tôi chỉ nói để tôi khai thị cho đệ tử của thầy, chứ không dám khai thị cho ai. Nếu ai có duyên nghe, nếu quý vị thấy nghe lọt lỗ tai thì quý vị nghe, còn quý vị không lọt lỗ tai thì cũng không có gì. Chứ thành ra tôi không có dám để mà đem cái này mà khai thị cho những người không phải đệ tử của thầy. Thì cái vấn đề gần đây, nhiều người tu theo Phật nhưng mà hoàn toàn làm những cái chuyện không có bao giờ đúng với chánh pháp của Đức Phật. Tôi có một số Phật tử gần đây, họ nhất là những người họ làm trong những cái thương mại nghề neo, họ làm những cái trong cái thương mại nhà hàng, rồi họ về Việt Nam, họ đi thỉnh những cái con búp bê kêu là cái gì quý vị biết không? Kumathon á, phải không? Thì đó là những con búp bê mà của Thái Lan. Nó cái tên danh từ gì quý vị biết không? Kumathon, Kumathon gì đó. Thì họ về, họ lúc đầu họ đi thỉnh thì thầy đã cản. Thầy nói cái đó không phải của đạo Phật, tụi con đệ tử của Phật. Thì họ hỏi là lúc này tiệm con ế quá, mà con bạn của con á, nó nói về nó thỉnh ở Thái Lan, con búp bê đó là về mình cho nó ăn, mình cho nó uống. Cái đó có thiệt không quý vị? Mà nó như một đứa bé vậy thầy, rồi mình cầu nó dẫn khách và đắt lắm thầy. Tôi nói cô sai rồi, cô theo thầy cả 10 năm mà cô đã là quy y Phật rồi thì tại sao cô lại còn đi theo con đường tà kiến như vậy? Cái cổ nói tại vì con cầu Phật hoài mà Phật không có giúp cho tiệm con khác. Bao nhiêu vị Phật con đi dự bao nhiêu pháp hội của thầy, từ ông Phật Di Đà cho tới ông Phật Thích Ca, rồi con cầu luôn Quan Âm Bồ Tát mà con thấy không khá, mà con bạn con nó về nó thỉnh con có bế cu ma thon gì đó là nó khách nó vô như nước luôn thầy. Tôi nói con sai rồi đó, đây là một cái họa rước họa vào thân đó. Thì bữa nay tôi phân tích cho cái người Phật tử mà bây giờ cổ đang bị họa, tức là cổ thỉnh rồi cổ cãi lời tôi. Cổ thỉnh thì 6 tháng về trước cổ làm ăn rất là phát tài, và bây giờ đó thì hiện tại cổ bị cái họa rồi, thì tôi không nói để tôi tế nhị, đang bị họa và coi như là thê thảm hoài. Cái những cái gì mà cái con cúc bế cu ma thon mà nó phù hộ đó, cổ còn lỗ vốn nữa, tức là coi như bây giờ cổ là coi như vợ chồng ly dị, rồi con cái thì bị tai nạn xe cộ, rồi đủ thứ chuyện hết. Thì cái lý do đó tại sao? Cái Kumathon này đó, nó là một cái loại bùa chú của Thái Lan. Thì những cái vị mà họ luyện bùa luyện chú của Thái Lan, họ mới đi
đi dớt những cái họ vào trong những cái bệnh viện phá thai. Thì những cái thai nhi mà nó chết đó, bị cha mẹ phá thai đó, là nó có phước nhiều hay là nó ít phước quý vị? Nó không đủ phước để nó để được là một con người, tức là nó thấp hơn mình, hiểu chưa? Thành ra những đứa con nít đó nó đã có được trưởng thành chưa? Những cái thai nhi đó nó được học trưởng thành chưa? Bây giờ một đứa nhỏ mà nó được sinh ra đời rồi đó, nó đâu thành người tốt được quý vị. Mà đứa nhỏ đó mà nó sinh ra đời, nó có tham sân si không? Có nguyên tham sân si. Rồi nó được lớn lên rồi mình cho nó đi học, rồi mình dạy dỗ nó, cha mẹ dạy dỗ nó, con đừng có tham ăn, có cái gì phải chia cho anh em, rồi gặp đi thưa về trình, gặp ông nội bà ngoại phải tay mình dạy nó từ nhỏ tới lớn, rồi vô trường học đi học mở mang từ tiểu học tới trung học đại học như vậy. Mà trong khi mình bây giờ đó, tôi hỏi cô, cái cô chủ tiệm mà đệ tử tiệm neo và đệ tử của tôi á, tôi hỏi cô á, là trình độ cô bây giờ, nó dạ con hồi trước 75 á, là con ở Việt Nam con là giáo sư. Tôi nói là cô là cái người giỏi, mà trong khi đó cô thỉnh cô con thon này nó là gì cô có biết không? Nó chính là những cái thai nhi chết hoạn tử từ trong bụng mẹ, mà nó chết như vậy nó trở thành ra một loại gì, quỷ thần, nó thấp hơn loài người mình, nó đã không được làm người. Nhưng mà đứa nhỏ bây giờ cô về đó, cô mua đồ ăn cô cho nó, cô cho nó ăn, thì giờ nó không có chỗ để tựa, nó gá vào con bé đó, nó gá vào con bé đó. Thì thật sự ra đó thì cũng giống như mấy cái vị thần đó, trong cái chuyện Đức Phật đó, tiền sử trong cái kinh, một vị thiền sư, một vị hòa thượng, ông đi hoằng quá tới một cái vùng quê đó, ông thấy tự nhiên là bà con xúm nhau coi như là mua gà, mua vịt, mua heo đồ ăn mà để cúng một gốc cây. Thì ông nhìn kỹ là ông thấy cái gốc cây này cái gì mà ta cúng, thí dụ như mình lại cúng một cái ông Quan Công, thì ông cũng một vị thần, lúc ông sống ông là một cái vị. Ông Quan Công lúc sống ông có trung thần không? Ông ta chết ông có thành, sanh làm những người tốt thì chết mới làm thần. Hả, như bây giờ chẳng hạn như mấy ông tướng Nguyễn Phan Nam, Phạm Văn Phú, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Dĩ, rồi đại tá Hồ Ngọc Cẩn là những người đó, lúc mà sống họ tốt không? Họ trung với nước không? Rồi họ sống họ giữ khí tiết không? Thì mà cái thời mấy ông này còn sống đó, mấy ông tướng Nguyễn Phan Nam, Phạm Văn Phú đó, thí dụ như mình đó, mà mình bà con với ổng, mình quen với ổng, mình xin ổng giúp mình được không? Được chứ, đúng không quý vị? Thí dụ bây giờ hồi đó quý vị đang có chồng ở vùng 1, phải không? Mà mình muốn cho mình có quen với Phạm Nhân Phú, rồi mình nhờ ông gửi cái về ở miền Tây được không? Về Sài Gòn được không? Khi sống vị đó có phước báo, cái vị đó làm tướng, làm quan, vị đó có cho mình được. Thì khi chết họ trung tuyệt, họ chết vì nước, họ hy sinh vì tổ quốc, họ thành thần. Mình xin những vị đó thì người ta cho mình được. Tức là khi họ sống, họ đã có phước. Còn bây giờ một cái anh homeless, khi anh sống ở ngoài đường, anh không có tiền, anh phải lăn lóc ở chỗ này chỗ kia, ảnh đi lộn đồ ăn, ảnh đi xin đồ ăn, mà bây giờ ảnh chết, ảnh mình đi xin ăn đó, ảnh có cho mình được không? Cái phước họ thấp hơn mình. Từ đó quý vị để ý rằng quý vị rất là vô minh ở cái chỗ, từ khi mình quy y Phật là mình phải lấy cái tài sản quý nhất là trí huệ, mà trong đó có 8 con đường để chúng ta đi về cõi cực lạc, tức là bát chánh đạo nha. Quý vị dù mà không có nghe kỹ cái bài pháp này, quý vị tụng kinh một ngày 10 thời, tụng bộ mỗi một ngày tụng một bộ dự pháp liên hoa, và quý vị niệm Phật, quý vị cũng không giảng sanh đâu. Vì quý vị không đi theo con đường bát chánh đạo, cái đầu tiên là chánh kiến, quý vị thấy cho đúng. Cái thứ hai là gì? Chánh tư duy, thấy đúng rồi suy nghĩ cho đúng, phải không? Rồi cái đó là chánh nghiệp, mình chọn cái nghề, cái nghiệp nào để mình làm. Và kế là chánh mạng, dùng cái mạng sống này để mà cái bè để qua sông sanh tử, từ cái bè mơ qua cái cõi cực lạc. Rồi chánh tinh tấn nha, rồi đủ thứ chuyện hết, rồi chánh định, rồi tới trí huệ. Thành ra những cái đó quý vị đi 8 con đường này là nó đều đi đến cái cõi cực lạc, mà quý vị không bước vào con đường chánh kiến là sai. Tôi thí dụ bây giờ quý vị biết cái anh mà Phúc XO ở Việt Nam không? Anh mới bị bắt á, quý vị thấy không? Mới cái tin mới bị bắt ai biết rồi? Phúc XO là cái ông mà đeo cái mấy chục ký vàng trên người, mà mới đây anh vừa làm một cái mũ 2 ký vàng nữa, quý vị biết không? Thì tôi á, khi mà tôi thấy cái anh này á, tôi có một người bà con, họ biết cái ông này,
cái người bà con thì họ nói anh này ảnh làm ăn, ảnh có cái tiệm karaoke và ảnh giàu lắm thầy, xe của ảnh á cũng đều lát vàng hết, quý vị, đi cái xe mà lát vàng, và cái vòng tay của ảnh á có lúc ảnh đeo trong người, ảnh đi ra đường tới 17 kg vàng, bây giờ ổng có thêm 2 kg nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, anh Phúc này đó, về cái phước báo về coi như vật chất thì có mà trí huệ thì không, nhưng mà cái đó là con rắn độc. Trong thời kinh đó, ngày Đức Phật đi ngang một cánh đồng, cái Đức Phật nhìn thấy mấy ông nông dân, mấy nông dân đào cái hũ, đào cái gọng cái hũ vàng. Cái Đức Phật đi ngang, cái ngài A Nan đứng nhìn nó, dạ thưa Thế Tôn, có cái ông nông phu này, ông có phước quá, ông đào được cái hũ vàng, ông đào được cái hũ vàng. Thì Phật lại Phật nói A Nan, đây là con rắn độc. Ngài A Nan nói đâu có, ta đang nghèo, ta đào trúng thì ta mua tán, ta bán mua nhà mua cửa xong rắn độc. Nhưng mà thật sự đó, khi cái tên anh này anh đào được con rắn độc thì ảnh là anh tá điền của ông chủ, tức là đi người cài mà đi thuê. Thì ông chủ ông nghe được cái thằng tá điền của mình nó thuê ruộng của mình, mà ông bà của mình chết chôn vàng đây mình không biết, bây giờ nó đào được hũ vàng, là ông bắt đầu ông mới kêu vua Ba Tư Nặc để ông xử. Ông nói nghe nó thằng này là cái miếng đất là đất của con, nó là cái người thuê đất con nó cày ruộng, mà giờ nó đào được hũ vàng thì hũ vàng này phải của con, đúng không quý vị? Thì đưa về thì ông quan đại thần của vua Ba Tư Nặc ông mới nói thế này, ông xử, ông nói nhưng mà ông có giấy tờ gì, nếu mà thật sự của ông á thì ông nội của ông già ông phải di chúc, phải không? Thành cái miếng đất này á, nếu mà nói đó hồi ngày xưa đó là cái bờ cõi này đều của nhà vua hết, kể cả ông, nghe không? Cho nên nếu mà đúng, ông nói đúng, cái tên tá điền này nó cày ruộng, nó không có quyền gì, nó cày tên ruộng của ông, nhưng mà bây giờ nó có vua Ba Tư Nặc đây, giang sơn này là có phải của nhà vua không? Ông nói dạ phải. Ông nói như vậy là xung vào công quỹ, hiểu chưa quý vị? Mà xung vào công quỹ thì cái ông chủ đất này ông tức quá, về giờ ông đuổi luôn cái thằng cha tá điền, quý vị không? Thật ra là coi như tên này cái quả đó ông thấy, mà con rắn độc hồi xưa nó không đào được củ vàng thì mỗi một năm vẫn còn cài được lúa ruộng. Mà bây giờ quý vị thấy không, khi mà tôi thấy anh Phúc SO này mà ảnh đeo vàng đầy người là tôi nói anh này chết. Bây giờ công an cộng sản nó rờ gái rồi, mà nó, anh này đương nhiên á, tôi hỏi quý vị, ở Việt Nam á người ta làm ngày đầu tắt mặt tối mà người ta không đủ để ăn, mà cái anh này á ảnh làm gì mà để cho nổi, ảnh đeo cái 17 kg vàng trên người, trên đó cái dây chuyền là 5 kg, cà rá là bao nhiêu, rồi bây giờ chơi là một cái mũ 2 kg nữa. Thì như vậy có anh này làm ăn hợp pháp hay bất hợp pháp? Mà anh này anh sống trong một nước có pháp trị hay là không có pháp trị? Rồi như vậy đó, nếu ở Hoa Kỳ này mà tôi nói xin lỗi nha, tôi bây giờ giả sử á mà tự động tôi không có gì cho tôi yên, mà giờ tôi bắt trước XO mà tôi nói Phật tử đeo làm cho tôi 17 kg vàng để tôi đeo, tôi có yên với chính phủ Mỹ không quý vị? Sở thế bắt, chỉ là truyền thông nó đưa tên tôi được nổi đó, nhưng mà sở thế bắt đầu nó mới hỏi ông là thầy chùa, ông là nhà sư giảng đâu rồi ra, thì bây giờ nó trâu cổ có ghét trâu ăn không quý vị? Thì như vậy đương nhiên thằng Phúc XO này nó ở trong cái quận nào tôi không biết, cái địa bàn nó chẳng hạn nó ở quận 1, quận 2 hay là cái tiệm làm ăn của nó, những cái tiệm karaoke khác người ta cũng làm, người ta cũng đóng thế, mà người ta không có vàng để đeo, mà người ta đi xe người ta cũng không dám đi chiếc xe bằng vàng, nó đi chiếc xe mà nó lắc cây vàng hết, quý vị có thấy không? Cho nên cái đó bây giờ nó dựa vào ai? Coi như cái thằng cha Năm Cam đó. Năm Cam hồi đó là một tay trùm vô đảng có không quý vị? Giàu không? Chơi quyền thế không? Nhưng mà anh quyền thế ở đâu thì nó đưa thằng ở chỗ khác vô bắt chứ, quý vị nhớ chưa? Rồi Năm Cam giờ ở đâu rồi quý vị? Tự tử rồi, xử tử chết rồi. Giờ tài sản Năm Cam còn không? Thì như bây giờ giả sử như cái thằng ấy câu hồi đó là nó phải có bảo kê của một thằng nào đó, ví dụ thằng cấp tướng công an đi, thì nó mới làm ăn bất hợp pháp. Mà bây giờ chỉ cần tụi công an nó kêu vô, nó nói là mày chứng minh đi, phải không? Cái tiền ở đâu? Cùng tất cả các tiệm karaoke mà người ta khai thế, mà mày tự nhiên mày làm gì mà lòi ra mà mày đeo trên người 17 kg vàng của mày, rồi cái xe mày cũng bằng vàng, là như nó đủ chết rồi ha. Cho nên là nó phước rồi nó còn bị nhốt đó. Khi mà xảy ra chiến tranh là thằng này chết trước không quý vị? Chết trước. Nó đi ra đường mà phải thuê 4 năm vệ sĩ,
Thấy không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, vàng kêu là kim loại không? Thấy không? Bây giờ đó, tôi tặng cho bác Thiện Tâm một cục sắt 2kg đeo trên đầu. Dạ, tôi tặng cho bác Thiện Tâm 17kg sắt đeo trên người. Hả? Bây giờ 17 trọng lượng của 17kg vàng và 17kg sắt nó bằng nhau không? Giống nhau. Mà bây giờ quý vị nghĩ đó, 17kg vàng tính ra cái pound của bên Mỹ là bao nhiêu pound? 30 mấy bao, gần 40 bao, 32 bao. Mà bây giờ tôi bắt bác Thiện Tâm đi đâu cũng mang một cái bao gạo 32 bao, bác Thiện Tâm chịu nổi không? Chết sống. Quý vị thấy rõ ràng không? Và cái bao gạo thì không ai ăn tốt, thấy không? Ở đây thật sự có những người họ có bạc triệu chứ. 17 cái già những ta triệu phú đây làm được không quý vị? Dư sức. Nhưng mà người ta không có ngu như cái thằng Phúc XO. Nó đang liên thiết đầu chảo. Thành ra giờ bị bắt rồi. Mà bắt rồi nội cộng sản nó biểu là mày chứng minh tiền từ đâu mày ra là đủ chết rồi. Thấy không? Thì bây giờ sao nó để nó sẽ tiêu tan tài sản theo con đường này. Bây giờ nó được cái thằng thiếu tướng bảo kê. Thì bây giờ thằng trung tướng rờ đầu. Mà thằng trung tướng nó rờ đầu thì bây giờ sao? Bây giờ luật sư đoàn sẽ nhảy vô. Nó giàu mà. Nó bây giờ nó giàu không? Nó có quyền mướn luật sư không? Nó mướn. Thì nó mướn luật sư. Nhưng mà diện kiểm soát nhân dân là tay nào? Là những cái tay mà đảng viên, phải không? Mà những người diện kiểm soát nhân dân có làm bậy không? Như là vừa rồi thằng Cha Linh đó, cựu phó diện kiểm soát nhân dân mà ấu dâm đó. Thành ra quý vị nhìn ở trong cái đó không có thằng nào ngu như cái thằng Phúc XO. Thật sự mà nói, bây giờ ở trong làng này nè, ở trong làng này nè, phải không? Chẳng hạn như chú Tư hồi xưa ở cái nhà giống nhau, phải không? Hồi xưa hồi như nhà mình đều giống nhau hết, phải không? Mình đấu giá là nó y chang vậy, phải không? Mình có hai loại khu, khu nhà giàu và khu nhà nghèo, phải không? Khu nhà giàu là bao nhiêu cái căn nhà mà đặt nó tên đó bác Thiện Tâm? 10 cái căn nhà giàu. Và còn lại là số nhà lá trong đó là 7.000 đô cái, là cái nhà giàu là 30.000, 28.000 gì đó, cái đặt 10 trái đầu tiên. Bây giờ bằng giá. Rồi đó, hồi đó đi ngang hổ đây, mà bây giờ ta kêu chú Tư là cái gì? Đại giá. Rồi chưa yên tới bà sư cô này nữa. Về suy nghĩ, mình là tiền không đi, mình ngồi trước trả tiền lùi với ngồi sau mà trả đại gia, mình đâu có chịu thua. Thì bắt đầu sao? Quý vị thấy bắt đầu cũng kêu thợ làm, là khoe này con thì còn ngon lắm, thấy không? Thấy không? Thành ra đó, quý vị thấy Đức Phật Ngài có 1.250 vị đại đệ tử. Mà tại sao Đức Phật không để cho 1.250 vị đó là điều A-la-hán ra lập chùa, phải là cách được 1.000 mấy cái chùa không? Mà Đức Phật bắt là bỏ hết. Ngài nói những cái này là những cái mà nó trói buộc chúng ta ở cái thế gian này. Để chúng ta muốn thoát ly cái thế giới ta bà này là chúng ta phải bỏ tài là tiền bạc, sắc là sắc đẹp. Thành ra ông nào đẹp trai Đức Phật bắt cạo đầu hết đi. Mấy bà ni cũng cạo đầu mà còn cạo chân mày nó, phải không quý vị? Tài sắc là danh là không cần danh, có danh là chết. Quý vị thấy không, khá bảnh có danh là sao? Bây giờ ở tù. Có gì có danh ấy tù, bây giờ Phúc XO cũng ở tù. Tài sắc danh thật là ăn uống, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ở trong này cô Dự Thiện nó cổ có đãi ai, cổ nó cổ không biết nấu. Nếu còn Tư Thiếu Tư biết nấu thì nó sáng nay lo nấu cho đệ chúng ăn đi. Thấy không? Tại khi gì nào biết mình đang đóng cửa, mình đang sửa để mà chuẩn bị cho pháp hội, mình đang remodel. Mà tại sao bao nhiêu nhà người ta không có nhắm mà ta nhắm nhà chủ Tư để giao cái chuyện nấu ăn cho sư phụ buổi sáng? Trả lời đi. Tại vì ông này ăn ngon. Tài là nhà đẹp, có tiền mới sửa được chứ, phải không? Đại gia nữa, phải không? Rồi quý vị thấy sao? Người ta ở trong này á, là ta có chiếc xe là cùng cùng là được rồi, ổng còn có xe xì bọt chạy nữa. Phải không? Quý vị thấy không?
mình chạy tinh 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 thế là mà có xe xì bọt rồi thì cái gì cũng nhờ chú Tư chạy lại bước cửa chú Tư giờ dùng cái này chú Tư tải cỏ dùng chú Tư tại vì ông có cái xe chạy lẻ tôi đi tà tà phải không rồi ông chẳng ông chấm tà thọt ra chưa không cái gì thấy không đó là những cái mà Đức Phật cứ bỏ hết đi ha à. Nhưng mà nó có cái lợi là sao những người này khi chết đi rồi đó họ có đem theo được cái tài sản này đi không họ để lại cho những người mà quê trên lít để vào làng phải không thì những người đó hưởng rồi những người đó đâu có chịu yên vô rồi thời gian là cái bộ đồ này nó kiểu vài bữa nó sẽ lên lầu trong này mà có một tên lên lầu là sẽ có lên lầu hết ông Tư sẽ lên lầu trước cái nhà ông chơi nổi lên lầu đi giống như thấy ô đi ở trong này thì thật sự không ai vô mà để mà bắt ông đâu phải không ông lên lầu xong rồi sao thì bây giờ già rồi leo đâu có được lúc đó bắt thiện tâm nữa tôi nghe con tôi nói có cái ghế bấm tự động ngồi cho nó dẫn lên hả có cái máy bấm cái là tự động cái wheelchair đó lên 10.000 tôi bắt thiện tâm chỉ nha cái này ngon nha chút đi đó là bấm cái đi lên là lúc đó chú Tư chơi thì bắt đầu mấy bà sĩ tôi cũng chơi hết phải không thành ra như vậy tu rồi giảng sanh không bởi vậy quý vị hiểu rằng khi quý vị cầu Đức Phật Di Đà quý vị làm tăng làm chủ tiệm neo chủ nhà hàng quý vị thất bại Đức Phật Di Đà có giải quyết chuyện đó cho mình không mà ngài muốn quý vị sao mà về cõi cực lạc nha cũng như tôi bây giờ tôi cầu để mà tôi có tiền tôi xây cái chánh điện cho tạng tôi cầu tôi có tiền để mà tôi sửa chữa là những cái gì đang cần ở trong làng này tôi giái Đức Phật Di Đà ngài cho không ngài không cho mà tôi giái một trung cho không nhưng mà chính những người tôi cần như ông cảnh sát trưởng này tôi cần như mấy cái ông dân biểu nghị sĩ này những người dưới này họ cho họ coi có cái gì họ hướng dẫn mình như vậy những khi mà ngày hôm qua cô Dự Thiện cô hỏi có mấy người họ gọi con họ lên làng rồi họ viết sớ cầu an họ nói cầu an này nó có làm sao cô họ nói sao họ hỏi sao cô nói tôi nghe dạ, có được cầu an được an hay không phải không à, như vậy đó thì khi họ vừa viết sớ mà họ hỏi cầu an là có quớt hay không phải không thật sự á cái câu đức trọng quỷ thần kinh đức trọng quỷ thần kinh mình có đức rồi quỷ thần sợ không quý vị mà sở thân là quỷ thần trinh bây giờ cái người có đức là cái người giữ tròn năm giới của Đức Phật đừng có nói mấy trăm giới gì hết năm giới căn bản người này không sát người này không tham là không trộm người này không tà dâm ngoại tình người này không có nói láo nói giọng ngữ chuyện có nói không chuyện không nói khó và người này không uống rượu xì ca ma tí người này không cờ bạc thì cái người này có đức không mà có đức mà trong kinh Phật có nói khi mình giữ một cái giới đàng hoàng thì có năm vị thiện thần họ theo mà mình trong đó mình phá một giới là có năm loại ác thần nó theo nha tôi hỏi quý vị thí dụ ở trong này mà hồi xưa chú Tư chú còn ở ngoài đời chưa tu á hồi ông còn nhậu á mà chú ở trong đó đó trong đơn vị ông có những thằng nó không nhậu ông kêu nó là quyển thị có không chú Tư mời nó đi nhậu mày nói thằng nó quyển thị không chơi nó có không chú Tư cho nên rồi sao thành ra khi đó đó là chú Tư mà vừa mua một lốc bia là mấy thằng kia nó biết chú là nó lại nó đem lại thành nó cùng cái tần số nó kéo nhau lại và nó chơi còn cái thằng nó quýnh bài thì cái hả là đầu tháng ngày 20 lãnh là coi như 21 sạch mẹ nó hết rồi có không đi binh phải không thành họ kiếm nhau họ chơi thành ra đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu như vậy khi mình chưa tu thì mình lại là rất là cái người mình có nghị lực mình tự dựa vào sức mình mà mình khi đi tu rồi mình lại yếu hèn mình lại tất cả cái gì mình cũng cầu nguyện và mình hầu như là mình giao cái cuộc đời mình cho những cái gì mà Phật và Thánh và Thần Đức Phật Di Đà là chẳng hạn như người cha quý vị đã từng có cha và con quý vị đã từng làm ông nội bà nội mà quý vị muốn thằng con trai quý vị ra bác sĩ nhưng mà sao nó lại xin tiền để nó mở tiệm nail quý vị có cho không không cho mày học tí tao mày bây giờ mày đang học năm thứ ba
mày còn 8 năm nữa tao xuất bột cho mày. Nó nói ba, 8 năm nữa ba cho tiền con học lớp gì, con muốn ra mở tiệm nail. Mặc dù tiệm nail là mở có tiền, nhưng mà cái đó có phải là cái hoài bão của quý vị không? Bây giờ quý vị có thằng con trai nó đang học bác sĩ, mà nó học được 3 năm rồi, tự nhiên nó muốn bỏ và nó đi muốn mở một cái tiệm làm ăn. Bởi quý vị sẵn sàng, quý vị cầm thế cái nhà lấy equity ra để cho con mình tiếp tục thấy cái bà bác sĩ, hay là quý vị bán nhà để cho nó mở tiệm nail, cho nó học bác sĩ, cho cái trí huệ. Tại vì cho nó cái trí huệ rồi, có ai cướp được cái bằng bác sĩ nó không quý vị? Nhưng mà cho cái tiệm nail, cho cái nhà hàng, cho nó mua một chiếc xe Mercedes, nó có bị mất không? Cho nên Đức Phật cũng vậy, cái hoài bão của Ngài, mình đi vô đây là mình về có cực lạc là chính. Nhưng mà tôi nói nãy giờ chú Tư thì chú sửa nhà chú không có sai, tại vì chú sửa nhà để chú nói à có chỗ rộng rãi cho bạn đồng tu đến tu, thì cái đó là cái tâm nguyện. Coi như nếu mà chú sửa để chú nói à hồi đó mình ở hoài cái nhà 2,000, 3,000, bây giờ vô đây ở có 500 nó không có tốt, thành ra chú mới sửa lên. Mà chú sửa cái đó tức là chú đi sai cái tinh thần của Đức Phật. Đức Phật Ngài có nhà, Ngài có hoàng cung không quý vị? Ngài có tài sản không quý vị? Ngài bỏ hết, Ngài sống như gốc cây. Mà sở dĩ Đức Phật á, Ngài không cho tỳ kheo ngày xưa ngủ dưới gốc cây 3 ngày, ngày thứ tư phải đi. Quý vị biết làm sao không? Mình mến, mình ở riết rồi mình mến cái chỗ đó, mình kẹt vào cái chỗ đó. Như vậy bây giờ tôi nói thí dụ một cái bà trong làng này mới gặp thầy, mới nói sao con đi đâu, con cầu Phật hoài, con dán hoài, con đi đâu người ta cũng né con, người ta không muốn nói chuyện với con. Thì bây giờ cầu Phật, Phật có gia hộ cái đó không? Cầu cái vị hộ pháp, nó có hộ pháp gia cái đó không? Ra miễu nếu ông tướng xin nó Nguyễn Pha Nam, Phạm Nhân Phú Trần Hồng không? Thì mình xét lại tại sao người ta lắng mình. Tức là mình có những cái gì? Tham, sân, si. Mình có những cái tánh xấu. Bây giờ tu làm sao? Bỏ đi, sửa đi những cái tánh xấu, đổi thành cái tánh tốt. Thì ngay lúc đó mình sẽ hết tu lập. Hồi xưa mình gặp người ta mình không có mỉm cười, mà mình biểu sao ta cười với mình. Hồi xưa mình có cái gì mình cũng sống một mình, và mình không biết tới những người ở trong làng, thì làm sao mà người ta thương mình? Bây giờ quý vị dâng 10 cái sớ cầu an cũng không xong nữa, không ai làm chuyện đó. Mà tu là cái gì? Quý vị cái chữ danh từ tu, tức là từ khi mình quy y Phật, nhận 5 cái giới của Đức Phật, tức là mình từ người xấu trở thành người tốt, bỏ bớt lần 3 cái đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh do đâu có? Do tâm tham, tâm sân và tâm si. Và cái kế tiếp nữa quý vị tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quý vị nghĩ có phước, nhưng mà cái phẩm có phước nhất là tôi không dám khinh quý bà, tôi không dám khinh quý ông, vì quý vị đều thành Phật, đều có Phật tánh. Chúng tôi có Phật tánh đâu, cái tướng của chú và cái tướng của thầy nó khác nhau do cái nghiệp đời trước, nhưng mà cái Phật tánh của chú và Phật tánh của sư phụ bình đẳng không khác. Nhưng mà chú Tư có lúc chú sống với Phật tánh thì chú vui vẻ, chú giúp người này người kia. Nhưng mà có lúc chú bệnh, chú hoạn, chú yếu, rồi ai nhờ cái gì hoặc là nói những cái câu gì thì chú buông. Thì như vậy là cái lúc đó là chú Tư, chú dên, chú gửi cái sớ để cho con hết, không có gì. Mà chính chú suy nghĩ lại, mình có áp dụng kinh Phật vào đời sống không? Cho nên bữa nay tôi nói rằng, chẳng hạn như bây giờ cái chùa Ba Vàng, tại sao mà cái ông Thái Minh ổng sai, Thích Trúc Thái Minh ổng sai? Tại vì dông là nó thấp hơn loài người hay là nó cao hơn loài người? Rõ ràng mình bố thí cô hồn rồi mình cho nó ăn hả? Bây giờ mấy cái dông mà thờ với tháp Địa Tạng mình á, họ cho mình ăn hay là mình cho họ ăn? Mình cho họ ăn. Họ tụng kinh cho mình hay là mình tụng kinh cho họ nghe? Mình tụng kinh cho họ. Rồi như vậy cái miếu mà mình đang thờ họ, cái tháp Địa Tạng đó là mình xây cho họ hay là họ xây ra? Toàn là mình cho thôi mà mình đi xin họ. Quý vị thấy một cái điểm đó không? Thành ra mà tôi gọi dông về giải nghiệp, không có chuyện đó. Gọi xin Phật còn sai nữa, là Phật không làm cái chuyện đó. Nhưng mà các vị thần họ cho. Tại sao? Là những người đó là những người mà hộ pháp. Họ coi mình, chẳng hạn như bây giờ thầy phát cái tâm, thầy xây cái chùa Tây Tạng, thầy cúng dường cho sư Tây Tạng, thì thầy khởi cái tâm như vậy đó, là các vị hộ pháp họ có không quý vị? Có. Thì họ muốn à cái ông Thông Lai này, ông không phải muốn xây cái nhà cho ông,
mà ông xây cái chùa Tây Tạng này để cái tâm ông nghĩ là các vị sư Tây Tạng không có chỗ đi hoằng pháp. Khi người ta từ Nepal, Ấn Độ qua đây, người ta có cái chỗ làm cái trạm để người ta đi chỗ này chỗ kia, mà ông không có lấy tiền bạc hoàn toàn cho các sư bất chịu lợi rồi nấu ăn cho các sư ăn, thì các vị hộ pháp này họ mới là người giúp họ âm thầm họ trợ lực để cho Phật tử về đây và thấy như vậy và phát tâm. Hiểu chưa quý vị? Cho nên những vị hộ pháp mà con mình làm có đúng không? Thành ra chứ không có phải Đức Phật không xen vào chuyện này. Thành ra từ khi quý vị tu mà quý vị cứ nghĩ rằng quý vị cứ ý lại vào Đức Phật, mà quý vị ý lại vào các vị quỷ thần, bây giờ ý lại vào các cái con dông thai nhi nữa, rồi bây giờ ý lại vào cái một cái đứa nhỏ nó không được làm người, nó chết từ trong bụng mẹ, mà đứa con nít thì nó thay đổi không quý vị? Hả? Bây giờ quý vị có cháu nội cháu ngoại, quý vị biết là bữa nay nó vui nhưng ngày mai nó buồn. Con nít mà nó cho quý vị mượn đồ, nó thương quý vị nó cho, mà nó có đòi lại không? Nó đòi. Thầy biết cô ma thon ngày cái đó mới chết á, thấy không? Bây giờ chẳng hạn như cô đó, cô nói về con thỉnh Việt Nam về cái con hồi xưa con thờ mấy thần tài thổ địa, thấy không? Sáng là thế hế cái mua cà phê, mua thuốc lá cho một địa khúc là không được thọt lét, ổng hồi cũng có khách, thấy không? Tôi nói thần tài thổ địa là một cái vị thần, họ coi cô mở cái tiệm này để cô nuôi cha nuôi mẹ, hay cô làm những cái gì đó thì người ta còn giúp cô. Còn bây giờ cô cúp bế này thì cô gái nó cho, đầu tiên giờ cô mua đồ chơi rồi cô cho nó này kia, cô thủ thỉ nó khoái nó cho. Nhưng mà một ngày nào đó nó không phải nó cái đồ chơi á, con nít nó thay đổi nhiều không? Bữa nay mua nó cho mà ngày mai nó thích không? Nó chán, nó cứ tăng dần theo cái tâm tham của đứa con nít, đúng không quý vị? Quý vị có cháu ngoại cháu nội, bây giờ vô cái tiệm tôi, tiệm đồ chơi nó mua liền, nhưng mà được bao lâu nó chán không? 2-3 ngày nó chán thì cũng vậy. Bây giờ quý vị cho nó khoái, nó dẫn vài khách vô, nhưng mà giờ bữa nó đòi những cái ngon hơn, không được thì nó đuổi khách được không? Đuổi, phải không? Thành ra cho nên cu ma thon cu ma gì cũng không bằng tự mình tự lực của mình. Mình á đối xử với người Mỹ mà xấu thì Mỹ nó không có đến lại, phải không? Hồi đó tôi đi sửa đồ cho tiệm nail, tại vì tôi đi gắn mấy cái water heater và tôi sửa cái máy lạnh, thì tôi leo lên đó, tôi đang chất mấy cái vent của cái máy điều hòa không khí ở trên đó, tôi ngồi trên đó thì tôi thấy người thường tưởng tên mình làm trên xíu lên, thì mình nhìn xuống cái ven mình thấy như này là nó đang làm neo, mà nó vô người Việt mà chắc cười lắm. Con Mỹ nào mới vô mà bắt tay làm á mà ngon lành á thì ngọt ngào lắm, mà tới hồi mà làm xong mà cho tình tiếp không được, nó bắt đầu nó xấu, con mẹ này con quỷ này mới mốt vô đây là đừng có tiếp nó. Mà té ra đó là cái con Mỹ đó nó bỏ nó đi ra, và nó đi ra ngoài thì tôi lúc đó tôi leo xuống tôi nói tại sao mà bỏ ra, nó nói tôi biết tiếng Việt hết, tại chồng tôi là người Việt Nam mà mấy con mẹ này nó vô nó nói xấu tôi, thấy không? Thành ra là nó nói xấu tôi, thành ra tôi biết hết, thành ra tôi giận tôi không đến, nó cho không có cái gì hết. Thành cái cỡ này nó có thọt lét ông địa, có cúng thần tài, bả có trở lại không? Không. Người Mỹ nhiều người vô là hi ma'am, how are you today, rồi mà làm chút vừa làm nó xấu, con mẹ này ngồi mẹ này cái bàn tay bằng chân nó thúi, vừa nói tiếng Việt với nhau, mà vô tình có những người Mỹ họ biết tiếng Việt, thành ra họ bỏ đi. Thì như vậy quý vị cầu Phật cho tiệm đắc được không? Với cái tâm tánh quý vị á mà thay đổi kiểu đó, quý vị không bao giờ ai gia hộ quý vị hết. Thì quý vị muốn có khách rồi quý vị phải làm sao? Mình tốt với người khách thì mình phải tốt từ đầu cho tới cuối, chứ không có là màu mè. Cho nên người tu chúng ta bữa nay thầy nói cho quý vị biết, đừng có bao giờ mà ỷ lại vào Đức Phật. Mà quý vị muốn về cõi cực lạc thì quý vị về tới đó ở với người tốt hay người xấu? Người tốt. Thành ra ở đây cũng vậy, quý vị thấy rõ tại sao người ta lại chọn chú Tư. Chú Tư mặc dù chú nhỏ con, chú thiếu xuất tất, nhưng mà cái lỗi này đâu phải lỗi chú đâu, phải không? Lỗi là lỗi tại ai? Ba má chú, mà cũng là cái nghiệp của chú nữa, phải không? Đời trước tại chú ngã mạng quá, phải không? Thành ra đời này thiếu trước, chứ nếu mà không ngã mạng thì giờ này ông làm không quân rồi, phải không? Họ đi không quân rớt, phải không? Thấy chưa? Nhưng mà rồi nhìn kỹ, ông bên đây là bự nè, cũng thiếu tá không quân, phải không? Mà ông ở đây trung quý thôi, nhưng mà nhìn qua nhìn lại đó, ở trong này đó, chú Tư ở trong này là thuộc về loại ngon hơn ông rồi đó. Ông vô sao? Phải không?
mà kiểu ổng là đại ca rồi. Đó, chú Tư là đại ca, người đi trước trong làng, thấy không? Thành ra nhìn về cái đó, cái nghiệp đời trước chú Tư là ngã mạn, nghiệp đời trước các ông là khiêm cung, cho nên đời này lớn con được làm thiếu tá phong quân, ông này do ngã mạn mới trung quý thôi, thấy không? Nhưng mà rồi sao, khi vô rồi quý vị thấy được chấp vào cái tướng bên ngoài nha, cái gì có tướng là nó không có thật. Bây giờ quý vị nhìn lại lật những cái hình của quý vị khi quý vị còn trẻ, thấy hồi đó đẹp không? Rồi mỗi một năm, chẳng hạn 5 năm vừa qua có cái hình mình chê, có nhiều cái trực sắc kiều không coi, nhưng mà giờ coi lại thấy nó được không bây giờ? Bây giờ có đồng ý không? Rồi quý vị nhìn lại coi, mình già mỗi ngày đi lần tới cái chết, mà chết quý vị đi về đâu? Về cõi cực lạc. Mà về cõi cực lạc là Đức Phật biểu mình nhìn thấu buông xuống bỏ hết đi. Ở ngoài, bởi vì tôi nói cái quả địa cầu này khi mới thành lập, nó có nhà, nó có freeway, nó có xe không? Không. Bắt đầu là chư thiên ở các cõi trời, họ thấy trái đất mới thành lập, họ xuống đây. Và bắt đầu họ xuống đây thì bắt đầu họ ăn uống những cái đồ, những cái trái cây, hoa quả, cái đất nó đẹp, họ ăn và họ mất thần thông và họ ở lại. Họ ở lại rồi từ ăn lông ở lỗ lên đó làm nhà. Quý vị đi ngang cái thành phố Houston, đi ngang cái thành phố New York, đi ngang cái thành phố Los Angeles, đi ngang cái thành phố San Francisco, quý vị thấy những cái lâu đài không? Hàng triệu căn nhà không? Cái đó biểu tượng là cái gì? Biểu tượng cho một sự vô minh của chúng sanh. Làm cho đã là bỏ như bây giờ rồi. Quý vị trong này quý vị bỏ hết ở ngoài thế gian, nghe lời kêu gọi thầy vô đây dẫn sanh, nhưng mà vô đây xây tiếp không? Thì bây giờ quý vị bỏ hết, ai hưởng? Con cháu quý vị hưởng hả? Chính Tư chú Tư để lại cho con trai con gái à, rồi quý vị đây cũng để lại cho con trai con gái. Nhưng mà rồi con trai con gái quý vị nó có chết không? Nó bắt đầu nó đổi từ cái nhà này, nó đau nó mua cái nhà tốt hơn. Rồi tới đời cháu nội quý vị sao hả? Bây giờ cái đời tôi nhớ nè, đời ông nội tôi đi bộ, thấy không? À, tới đời ba tôi thầy Kiến Châu là ông đi xe Mobilus, à, xe Goben, thấy không? Rồi tới đời tôi đi xe hơi, thấy không? Rồi mai mốt có tới đời thầy Tiểu Vinh không chừng là lái trực thăng nữa. Cái chuyện nó sẽ có, đúng không quý vị? Cho nên rồi á, tất cả những cái đó chúng ta đua rồi, chúng ta không đem được một cái gì khi chúng ta tắt hơi thở, để lại cho xã hội này, để lại, và càng ngày nó cứ update hoài ha. Nhưng ở Hoa Kỳ nhà càng cao thì thế thì sao? Thế càng cao danh vọng càng dài gian nan. Cho nên tôi tóm lại, tôi đem cái chuyện Phúc XO là cái người đời trước là chỉ có phước, coi như là phước tài mà không có phước trí ha. Có những người giàu hơn Phúc XO nhưng mà nó không có để lộ thấy. Có những người tên nhà giàu mà họ đi xe cũ, họ mặc đồ rách rưới, có không? Bây giờ Việt Kiều đây này, tụi con về mà tụi con mặc lèn xèn, chứ có nhiều người không có show up, nhiều khi nó không thèm nhìn quý vị nữa, có không? Nhưng mà người đó khôn ngu. Không, còn người nào á đi về lọc vàng lọc vòng đồ cho ngon hột sòn về làm sao? Thay vì cái người mà giả bạo nghèo nàn về thì ăn nó chỉ sáng ra hai chồng ăn tốn bao nhiêu, tốn chưa được đô la hai vợ chồng, nhưng mà xô cho tóc lên nghe đồ cho ngon lành là phải dẫn ăn hơi cả trăm mạng, cái gì cũng phải trả hết. Cho nên cái đó là cái trí huệ đó quý vị nha. Thành ra đối với thầy đó, cái thằng Phúc XO này nó chết thôi, tại vì cộng sản mà nó nhìn thấy 17 kg vàng đeo trên, mày đeo trên người 17 kg trong nhà mình phải có 100 kg nữa, đó là của nổi, phải không? Và bây giờ nó cấu xé với nhau, bây giờ lúc này cũng nói, tao không sợ đâu, tao có tiền gọi luật sư, phải không? Mình nó phải chơi với thiếu tướng, bây giờ thiếu tướng nó bị cái thằng trung tướng nó giật, phải không? À, thì bắt đầu để anh kiểm ra, thì mà mấy thằng trên nó thằng dưới này nó moi, mà cái thằng trên muốn đỡ nó có tốn tiền không? Ê, tốn sao tốn, phải không? Bây giờ cái thằng thiếu tướng bây giờ nó bảo kê không được rồi, tao không được, bây giờ cái thằng xếp trên nó bắt mày, bây giờ mày chi thêm đi, nói với vợ Phúc mày chi thêm đi, tao chạy luật sư cho, bây giờ tao chạy ra tới trung ương, mà trung ương có ăn không? Ăn, bây giờ mày nói thật đi, mày có bao nhiêu đi, thấy không? Mày làm giấy tờ đi, rồi tao mày chia đi, tao cứu mày ra, thấy không? À, cứu này kia, thành ra từ đó là coi như nó banh tanh bành hết rồi đó. Cho nên quý vị thấy một cái cuộc ly dị của ông chủ cà phê Trung Nguyên
mà quý vị thấy nó kinh khủng không? Ở Việt Nam mà tính ra mấy chục triệu đô la mà để chạy cái vụ mà thư kiện này đó quý vị, ai hưởng lợi trong vấn đề đó quý vị? Luật sư và tòa án họ tốn mấy chục triệu đô la mà đem cái chuyện xấu của gia đình mình ra để mà bạch quá hết, có không quý vị? Thành ra cái đó là những cái ta kêu là quý vị không có trí huệ. Tóm lại từ bữa nay, quý vị trước khi tu, quý vị là cái người tự lập, quý vị là con người mình tự tin mà mình có chánh tính chứ không phải là mê tín. Bây giờ vô đô tu để tự Phật trở thành ra tu giảm, sao quý vị không hiểu gì thành mê tín? Nhớ kỹ ha, nhớ kỹ là mình phải đi theo cái luật nhân quả. Và mình tại sao người ta xa lánh mình? Tại vì mình hồi vô chùa mình có 10 cái tính xấu mà tu thời gian về thành 20 cái tính xấu. Hả? Đấy, là như vậy người ta xa lánh mình. Mình vô chùa mình có 10 cái tính xấu, bây giờ mình bớt lại còn 7, còn 5, còn 4, thì tự động những người mình đi đâu mình nở nụ cười thì những người nở nụ cười họ sẽ tìm đến mình. Mình nấu cái gì mình cũng đem mình chia cho người trong làng thì ngược lại làm sao? Những người kia người ta sẽ cho lại, còn mình nó nấu thì mình đóng kín, mình ăn xong mình không cho ai hết, rồi mình cầu Phật sao ta cô lập, mình dân sớ hết không? Không hết, phải không? Rồi bây giờ chú tư càng ngày càng bạn bè nhiều, tại sao? Tại vì chú mỗi khóa tu là chú lại kết thêm bạn, chú cho người ta ở, đúng không? Rồi cô Diệu Thiện á thì thấy vậy đâu chịu thua. Nhưng mà chú á là kết bạn với người lành mạnh. Rồi cô Diệu Thiện là kết kết bạn với handicap. Tụi này cũng phát cái tâm sửa nhà rộng ra để cho handicap. Nhưng nhớ nhà handicap tâm họ bệnh hoạn, họ mới handicap, họ dễ nổi sân không? Cô bây giờ cô đã bùng hai lỗ tai rồi, phải không? Và cô đã cầu đó là bữa nào cho vô hồn để bớt nghiệp. Tôi thấy nghiệp này nó còn trổ thêm mạnh nữa. Nhưng mà tốt, tại vì chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Sáng nay tôi nói chuyện là tại vì tôi thấy Phật tử đi vào con đường tà kiếm quá nhiều đi nha, phải không? Mình bây giờ mình tự cô lập mình thì mình tự mình mở ra. Người Tàu tại sao họ đi đâu cũng bị người ta khi dễ, khạc nhổ ngoài đường, đi tiêu đi tiểu ngoài đường, vô ô khanh ít. Người Tàu nó ăn uống như ăn cớp có không vậy? Thành ra người ta ai cũng khinh hết rồi nha, không có xếp hàng. Thành ra là mình thấy nó giống như đồ chết đói. Còn quý vị bây giờ, quý vị giữ tư cách, quý vị bỏ mất những cái xấu và chúng ta tập những cái tánh tốt, thì chúng ta tự động đi đâu chúng ta cũng có phước à. Người có phước là tại sao? Tại sao nó không mời tôi ăn mà tôi muốn rủ mấy người kia? Tại vì người ta vui vẻ, người ta hòa đồng, phải không? Mà ta không chấp nhất. Chú Tư chú sợ những người chấp nó mời vô rồi làm trọn về còn nói nữa. Thí dụ vậy đi. Nó thành ra từ chỗ đó mình phải coi là mình tại sao mà mình bị người ta xa lánh, chứ đừng có bao giờ gửi sớ. Hoặc là tại sao cái tiệm của mình nó ế hơn tiệm kia, là do cái cách cư xử của mình. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ mà nhờ những cái con ma cúp bế. Những con ma này là thai nhi chết bệnh tử, nó chưa trưởng thành. Cho nên nhìn đứa cháu ngoại của quý vị, cháu nội quý vị, mua cho nó cái đồ chơi nó giành giật, hai ngày sau nó dục. Thì do cái tâm tham của đứa nhỏ nó cứ tăng dần. Cho nên chúng ta chơi với các vị Bồ Tát, các cái vị Phật, thì các ngài lại không có xen vào cái chuyện đó, mà các ngài biểu mình sửa ngay cái gốc là tham sân si. Mà quý vị thấy cái người nào mà cái bản ngã càng lớn thì họ càng xa lánh cái bạn bè bà con, quý vị có đồng ý không? Cái bản ngã người nào cũng vậy hết, thấy không? Chú Tư hồi xưa chú chưa trung quý, nhưng mà chú Tư đi đâu chú Tư cũng không nói, chú Tư mặc đồ khiêm nhường rồi lấy áo lạnh rồi che cái lon đi, phải không? Mà thấy chú nhỏ quá thì mấy anh kia tưởng chú là chắc lính nữa. Nhưng mà sao khi nó biết chú là sĩ quan cái nó nể, còn phải không? Còn chú mới có thượng sĩ mà chú móc lon đại quý vô chú đeo sao hả? Hồi đó tôi hỏi cái ông thiếu lá Không Vương này, Không Vương hồi xưa nó có lon giám đó, mấy anh xạ thủ đệ liên nè, vũ khí nè, phi hành á, mấy anh dán lon giả được không? Được. Thì cô gái, tại vì ở trong xóm tôi hồi đó mấy cái ông xạ thủ câu phi á, toàn là mượn mấy cái ông sĩ quan thiệt á, lái xe điếp vô để cô gái lon là lon dán, vào quân cảnh thì dán lại, mà không có là dán lon ra rồi lường gạt không à, thấy không?
Thành ra thì ta cái bạn vô cái bạn ngã, mà ông nó vô cái bạn ngã, ông đeo lông giả, thì ông cua cái cô gái, mà cô gái dựa vào cái lon để lấy anh này, thì ảnh được cái mối tình giả hả thiệt, mối tình giả. Nhưng mà tới hồi đi tù rồi đi tù thiệt, việc không vô. Dạ em hồi đó em mới có hạ sĩ quan, đâu biết trong số thế này đeo đại quý gì mày cưới vợ. Tôi có mấy thằng đệ tử nó ở tù tôi đó, quý vị có tin không? Đeo lon giả kiếm được người yêu giả, nhưng mà rồi ở tù là việc cộng nhóm thiệt. Tại vì anh về nó cưới rõ ràng là bà già vợ không phải anh là đại quý, nó không có, tôi là lon giả, tôi mượn lon của ông sếp tôi. Thành ra quý vị để ý dùm đi, từ nay thầy nói để thầy cảnh tỉnh quý vị. Dù có niệm Phật một ngày một triệu câu, dù có tụng một ngày 100 bộ kinh, nhưng mà chúng ta không có sửa đổi cái tâm niệm xấu của chúng ta trở thành những tâm niệm tốt thì không bao giờ giảng sanh. Mà sở dĩ khi mà những người mà được thầy trợ niệm đều là những người đó đều có tu mật tu hết. Chẳng hạn như ông thiếu tá Phan Văn Hường, ổng không có biết thầy mà ổng chỉ nghe băng giảng, mà ổng bị mù mắt. Cái người mù mắt họ nghe băng kỹ không quý vị? Họ nghe băng và kỹ. Và ổng cái ước nguyện của ổng, quý vị chắc quý vị coi cái đoạn khoảng chừng 2 tuần trước khi ổng chết mà thầy vô thầy thăm ổng trong nursing home á, ổng mừng không? Ổng rất là mừng. Tôi bảo đảm ông này xá lợi rất là nhiều, phải không? Tại vì ổng hướng về thầy. Ổng bị bệnh và ổng không có gì, ổng chỉ nghe cái băng giảng vì của thầy, và ổng tập trung về thầy, ao ước được thầy hộ niệm, cho nên cái tâm ổng họ trao trọn cho thầy. Thành ra cái nhân duyên thầy lo cho ổng, thành khi cái người mà trao trọn cái sự tin tưởng vào thầy, và thầy cuối cùng là ổng được giảng sanh. Thì tôi biết cái ông này như vậy, người ta nói tại sao cái ông này ổng không có gì giờ cho, không phải đâu, người ta mật tu rồi. Chẳng hạn như ông thiếu tướng mà chú bác của bác sĩ Tây Sơn á, té ra là ổng tu cái khẩu nghiệp 20 năm không nói chuyện với vợ, không nói chuyện với con. Tây Sơn ở gần nó vô chào bác cũng gật đầu không nói, ổng nó giận lắm. Nhưng mà thật ra người ta tu cái khẩu là ta tu hết bao nhiêu rồi quý vị hả? Thành ra Tây Sơn nó nói rằng thầy giác đạo là ba nó, mà ông tướng triển này á, ông tướng là tư lệnh sư đoàn 23, tư lệnh sư đoàn 7 á, mà vừa đồ hồ niệm á. Tại vì ổng hồi năm 1970 ổng lấy một cuốn kinh đạo Phật ổng đưa cho thầy giác đạo, thầy giác đạo coi cái đó có xuất gia. Thì thầy giác đạo thấy bây giờ đến đây mấy lần mặc đồ nhà sư cũng ngồi nói chuyện tùm lum, nhưng mà đó là mặt nổi, còn cái ông tiễn cái ổng mặt chim. Cho nên cái giờ chót ổng mới được Tây Sơn nhảy vô để mà coi nó. Ổng liếu gì thầy, nhưng mà Tây Sơn là đệ tử thầy, rồi ổng là bác ruột, biết hiểu thầy nói gì không? Thành ra mình lầm không có thật có lượng nhân quả. Mà tôi hỏi bà cụ ổng thì nói là ổng không nói chuyện với vợ 20 năm luôn. Mà hiểu như ổng là một cái vị tướng. Cái năm mà 75 đó là ổng là tư lệnh phó sư đoàn 7. Ổng đó từng tư lệnh sư đoàn 23. Rồi ổng có cái mặc cảm của một vị tướng, ông Phan Ngọc Triển á, coi như là mất nước. Thành ra ổng cô lập, không giữ cái gì, không ra gì hết, nhưng mà người ta mật tu. Phải không quý vị? Mà quý vị thấy là tu cái khẩu mà nội 20 năm là họ được bao nhiêu công đức rồi. Chính cái khẩu của mình nó mới tổn đức, quý vị đồng ý không? Thành ra nhiều người nói sao ông này hên, không có hên. Tại vì người ta mật tu, mình không thấy, phải không? Còn mình là hiển tu, mình tu, mình la bữa nay tôi tu nha, bữa nay tôi tụng nha. Nhưng mà đã la được như vậy thì bữa nay tôi không vui nha, tránh xa. Mình réo người ta được lúc mình đi tu thì mình cũng phải cho cái signal, có cái bản bữa nay tôi đang nổi sân, tránh xa ba phép. Thì thầy nói tụi con nắm cái chìa khóa này, đi tu rồi thì phải tự lực. Đức Phật đã thành, mình sẽ thành, không nhờ giả những người ít phước hơn mình. Đi vào trong cái chỗ mà thời gian họ đã khổ, họ không được thân làm người, họ không được chết rồi không được đầu thai, chưa là cô hồn, mà mình lại nhờ họ. Quý vị thấy những người mà nhập lên thấy họ có người là bình tĩnh không? Lắc từ lúc rồi lắc từ lúc rồi lắc. Chú Tư, giờ chú ngồi bình thường tôi nói chuyện chú, mà bữa nào chú mời tôi uống cà phê mà lại chú tôi gạt vậy tôi chạy đó. Có không? Chạy là kêu tay con quanh vô chở vô bệnh viện.
mà mình đi nhờ những cái người mà tư cách không có, mình thấy đa số những con dông nó nhập lên là nó hầu như nó lờ đờ lẩn đẩn, mà nó nói cái gì ra không ra hồn, đúng không quý vị? Thành ra từ chỗ đó quý vị tập ơn trở về với cái chánh kiến cho thầy trong cái bát chánh đạo, mà cái đầu tiên quý vị đi làm là quý vị không bao giờ quý vị giảm sanh ha. Sáng nay tôi chỉ sách tấn nhắc nhở cho quý vị một chút thôi, chứ tôi không phải trong làng lúc này tốt lắm rồi, hầu như những chuyện rùi bu đã hết mà kiến đậu vẫn còn. Rùi bu và kiến đậu là sao? Quý vị hiểu cái chữ rùi bu không? Thớt có tanh tao, rùi mới đậu, ly không mật ngọt, kiến bò chi. Nhà chú Tư có đồ ăn mới có rùi đậu chứ. Rồi, sáng nay ăn nhà nào? Đúng là chú Tư. Như vậy là còn kiến đậu và rùi bu nữa. Hả? Thì đó, rõ nè. Tại vì tôi mới hỏi, nếu mà lợi ổng, ổng giống rống nước lạnh cho uống hồng, ngày mai không có nước nào hết. Phải không? À, thành ra quý vị tu hành bỏ bớt những chuyện rùi bu, nhưng mà sáng nay phải cần có rùi bu kiến đậu. Tại nhà bếp của chùa đang sửa chữa, phải cần cái nhà bếp chú Tư. Tụi con nắm cái chìa khóa đó đi, không có chạy cu ma thon gì hết. Nó đứa con nít, nó có thần lực, tại vì nó có cái con mắt của quỷ thần ha. Bây giờ con chó đó, nó nhìn cái vali đó, nó hửi, nó biết trong đó có đồ gì không? Nó biết, tại vì đó là cái nghiệp của nó ha. Rồi bây giờ đó, mình đi ngang cái thằng đó, nó xách một cái vali mà nó có chất nổ trọng hay nó có xì ke ra tí, mình biết không? Mình cao hơn nó, nhưng mình không biết, tại vì con chó khi mà nó sanh ở trong rừng, nó phải nhờ cái đó để nó mới tìm đồ ăn nằm dưới đất, cái nghiệp của nó. Rồi bây giờ cái con chim diều hâu, nó bay ở trên cao độ chẳng hạn như 2000 feet, nó có thể nhìn thấy một con chuột xa nó 10 cây số, nhưng có thiên nhãn à. Nhưng mà nó là loài chúc sanh, tại vì cái nó sanh ra nó nhờ con mắt đó để nó nhìn thấy những con vật để mà nó sinh tồn. Quý vị có hiểu thì nó không? Nó kêu là cái nghiệp của nó. Thì mình không lẽ mình thấy nó như vậy? Tại vì con ma, cu ma thon nó là đứa nhỏ bị phá thai, rồi các cái vị sư Thái Lan họ đem về, họ đưa vào, mày mất cái thân rồi nha. Rồi bữa nay tao làm cái này, cái con búp bế này là cái thân nha, rồi tao kiếm người lãnh nha. Ok. À, rồi á, ngày mới à, coi như cho nó cái thân đó ở riết là chấp. Chấp là cái thân. Y chang như mình nha. À. Thành ra những cái ông thần, à, thật ra nãy thầy chuyện, hồi xưa chỉ là cái ba cái thành thợ săn. Nó đi săn là nó trễ lạc đường, nó lại nó lộn ba cục đá. Rồi nó nấu cái bếp, nó nướng thịt dê, nó ăn, nó thịt nai nó ăn. Nó ăn xong rồi cái là còn lại cái bếp. Rồi đụng cái có người họ đi lạc, ông tiểu phú đi lạc tới con cây đó, ông không có đường về. Cái ông thấy có cái lửa nó còn ngúng ngúng, cái ngàn kia nấu còn được than, ông đói. Tại vì thời gian nó đi rồi, ngày hôm sau nó thấy cái bếp nó còn ngung ngung, kêu là thổi lên. Cái ông nói trời ơi, chắc là thần cây này ông xui khiến làm sao mà tự động trong rừng có một cái bếp mà nó còn lửa than, cái ông thổi lên, cái ông đốt từ một cái đốt than thổi lên cháy không? Cháy. Cái ông làm xong cái ngày hôm sau ông về, ông nói vợ con, cái vợ con về anh phải đem đồ vô tạ đi, thấy không? Cái anh đói chết trong rồi đó, cái đem đồ vô tạ cúng rồi cái ông đồn, cúng rồi ông đồn, đồn riết làm sao, cái tự nhiên đó là cái hồi xưa trên cây nó cũng có một cái loại quỷ thần nó ở trên. Mà nó thấy từ ngày á mà ai giái cái gì á thì nó về nó cho cái đó, phải không? Thì cái ông thần nó ngày xưa ông rất là tự tại. Cái ông thần nó ngày xưa ông ở trên cây á, ông muốn đi đâu ông đi. Nhưng mà bây giờ tự nhiên ông thấy là cúng gì ông phải ở ngàn trực. Thì nó bắt đầu như cái thằng chủ tiệm neo vô nó xin, cái ông cũng làm cho đắt một cái, ông kéo khách lại. Rồi cái thằng chủ nhà hàng ông cũng xin cái. Thành ra mà chủ nhà hàng dụ như nó bắn lỗ dê mà xin cái thì sao? Hồi xưa nó bán ngày có một con, giờ bán ngày 10 con, thì ông thần cây thọ thần này có mang tội không? Có mang tội. Thành ra ông đứng đó riết thay gì đó, ông này ông ở cái gốc cây đó chỉ còn có 2 năm nữa ông được, và hết cái phước này ông đi đầu thai. Nhưng mà vì người ta cứ đem cúng hoài cho ông bám vào cái bếp và cái cây đó. Thành ra rồi người càng ngày càng đến cứ là tin nó linh. Thành ra là ông không có đi đầu thai. Thì có một cái chuyện thiền sử của bên Phật giáo có nói với nó, có phải là chúng ta bây giờ chúng ta cũng giống như ông thần cây đó không?
chúng ta là một cái linh hồn đi lang thang trong cõi ta bà này, có nhân duyên với cha mẹ, rồi chúng ta gá vào thân cha mẹ, phải không? Đúng không chú Tư? Rồi thay vì gá rồi chúng ta biết đây là giả, chúng ta ráng tu để chúng ta bỏ cái này đi, cũng giống như khuyên cái ông thọ thần nó đừng ở gốc cây nữa, mà chúng ta ở đây ai mà khen chúng ta đó thì chúng ta ban phước, chúng ta cho này cho kia, mà ai chửi chúng ta thì chúng ta giáng họa. Như chú Tư bây giờ chú mở ra và chú trụ vào cái nhà của chú đây, chú bỏ cái nhà năm tầng chú vô đây, ai lại khen cà phê chú Tư ngon quá cái chuyện chú Phái làm nữa, ai khen bánh ngon quá chú Tư không lo tu, chú Tư chết rồi chú Tư ở đâu làm ông thần, ông thần giữ cái nhà đó. Khi sống thì đem cà phê cho người ta, còn chết á thì bây giờ giái Phật Di Đà ông linh xuống nhà cũng tư lùng ông linh lắm, có cái cây ở đó luôn. Nhớ nha, tôi qua sinh ông đó, bây giờ ông đừng có làm vậy, phải không? Là ai khen chú Tư là chú Tư giúp, phải không? Chú Tư có đi không? Không đi. Sáng ra là thấy tự nhiên là thấy coi như là người này người kia dẫn lại rồi, phải không? Lại coi như là thật là cuốn ba tư. Thật là chúng ta giống như là bám vào đây rồi, ai mà sinh tụng chúng ta thì chúng ta ban phước, mà ai chửi chúng ta thì chúng ta giáng họa, chúng ta nổi sân nổi si, hiểu chưa? Thành Đức Phật biểu bỏ đi. À, thật ra chúng ta bỏ cái nhà ở ngoài chúng ta không cất nhà nữa được, nhưng mà đây nè, cái thân tứ đại này cất tiếp nè, phải không? Thật ra khi Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật nói cho ta sẽ biết rồi, ta không cất nhà nữa, mà không phải là Đức Phật không cất nhà ngoài đời mà không có gì gá vào cái thân này nữa, mà ta đi về cái cõi là kêu là niết bàn của mình đó, thì mình chưa được như Phật, hết tham sân si mình còn tham sân si bớt thôi, cho nên mình về cái cõi kia để Đức Phật Di Đà giải tiếp. Cho nên bữa nay tôi nói cái chìa khóa cho quý vị tu rất là đơn giản nha. Thành ra mình sửa bớt những cái xấu và chúng ta quân tập những cái tốt, thì con đường giảng sanh quý vị chắc chắn sẽ thành sự thật. Rồi trân trọng kính chào quý vị. Chuẩn bị để ăn sáng, để tôi bữa nay tôi còn sửa chữa bơm ga cho một số cái máy lạnh, và chúng tôi sẽ làm những cái số điện còn chưa hoàn chỉnh ở trong chùa Tây Tạng và ở cái tháp thờ Sa Lợi. Và nếu ngày mai tôi có rảnh thì sáng tuần lễ nghiêm xong, tôi cũng những cái bài pháp thoại ngắn ngắn thế này để mà tôi sách tấn cho đệ tử tôi ở trong cái làng Di Đà này đừng có bám víu vào cái tài sắc danh thực thì ở thế gian, mà hãy nhìn xấu để mà buông bỏ, để mà trở về cái cõi mà của Đức Phật Di Đà, chúng ta hồi hướng và chúng ta đi xuống cái chỗ mà cái miếu của ông Tư. Rồi xuống cái quán Cù Ma Tư. Thái Lan thì có Cù Ma Thong. Bây giờ quán cà phê Cù Ma Tư. Được chưa? Tôi thấy có cái cây trước nữa, ông chết cũng yêu lắm. Rồi tôi hồi hướng và xin tạm biệt quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi tạm biệt quý vị và gặp lại quý vị trong những cái live stream về đạo và đời. Thì sáng nay tôi là cái live stream để mà giảng đạo cho đệ tử tôi, họ biết đi cho đúng hướng và không có mê tín nữa.